ăn khế rồi mình ăn cái gì nữa? Và hồi nãy con nói là con dự định là con sẽ ăn thêm cái gì nữa Bảo? Con dự định là con ăn thêm cái gì? Chưa. Chưa. Hai giờ là ăn xoài chấm mắm. À ăn xoài chấm mắm guốc hả con? Trời đất quỷ thần ơi, nó học mà nó ăn quá trời. Mình ăn học ăn quá trời luôn, ngon không con? Ngon không? Nghĩ ăn rồi. À nghĩ ăn rồi hả? Ăn no rồi hả? Trời ơi, sáng sớm mà nó ăn chuối, ăn khế rồi nó còn dự định ăn xoài chấm mắm ruốc nữa. Mình Bảo ơi, mình đang ăn cái gì nữa vậy con? Con ăn chưa? À, nghỉ ăn này hả? Hồi nãy chứ giờ thấy con ăn chuối á. Ngon không? Ăn chuối ngon không con? Ngon ha, ăn chuối ăn cái gì nữa nè. Nãy mình ăn chuối rồi mình ăn cái gì nữa? Ăn khế hả con? Ăn khế hả? Yeah. Ăn gì con? Ăn khế hả? Bảo. Hay là giờ mình đi ra ngoài mình xin ba thêm mình rổ xoài, rổ cóc, rổ khế nữa. Mình vô mình ngồi ăn, mình đọc ha. Nó sẽ mướt hơn á. Đúng Bảo ha? Thôi hả, nãy thấy ăn xoài đọc có thấy ăn gì ta, ăn khế với ăn chuối. Trời ơi, đọc tiếng Anh quá trời, đọc tiếng Anh quá cháy bù chét luôn. Rồi, bây giờ mình lấy hết cái khả năng mà sang trọng của mình á, mình book vé máy bay, mình bay qua thẳng qua Mỹ, bay thẳng qua Cali luôn nha con. Mình đọc bằng cái giọng của người Cali nha. Mình đừng có bay tới Campuchia, mình đọc cái giọng Lào giống như Bảo nha. Bảo nó đọc giống như người Lào vậy đó mọi người nha. Con phải sang trọng lên, nữ nhân quyền lực nhất trong lớp. Mình là hả, mình là cái người đọc tiếng Anh sang nhất trong lớp á. Ừ, mình thể hiện sự sang trọng của mình lên. Khí tụ đan điền, lấy sự sang trọng nè. Bắt đầu mình sang trọng lên, mình đọc tiếng Anh nè. Ok. It's like Holly. Đi rồi. Đọc lại nè, cho nó mướt nè. Đúng rồi, tịnh tâm vô con. Ừ. Bỏ tham sân si qua bên ha, bắt đầu mình đọc nè. Khoan, dừng lại. Ủa, nãy con ăn xoài á. Kiểu như là con ăn xoài, con đọc tiếng Anh hơi bị hay luôn á Bảo. Cái giờ hết ăn xoài, cái đọc chậm vậy? Hả? Xoài có ảnh hưởng gì đến chất giọng của con không Bảo? Hay là cái đoạn này chưa thuộc? Hả? Đoạn này chưa thuộc bài đúng không? Đâu có. Vậy sao hồi nãy ăn xoài đọc cái đoạn I arrived in Guatemala? Trời ơi, đọc nhanh quá trời, bay qua tới Campuchia. Ừ, đọc cái đoạn đó là bay qua tới Campuchia luôn. Tới cái đoạn này chắc bị quá cảnh ở đâu hả? Quá cảnh ở Lào hả con? Đang kẹt chuyến bay. À, đang kẹt chuyến bay, đọc chậm á. Ừ, nha. Đọc lại nè, bây giờ mua cái vé máy bay nha. Mua cái vé hạng thương gia đó ha. Bay thẳng qua bên Mỹ, đọc đoạn này cho chú gửi nha. Mua cái vé máy bay hạng thương gia, bay thẳng qua Mỹ, đọc cái đoạn này bằng cái giọng của người Cali cho chú gửi nghe. Mắc lắm. À mắc lắm hả? Rồi bây giờ tập nè con. Đọc nè, đọc bằng giọng người California nè. Làm trò gì vậy? Làm trò gì Bảo? À con tưởng con làm gì là dễ thương hả? Không nha. Không hề dễ thương nha. Ghê lắm. Đọc bài đi Bảo. Con đọc bài đi Bảo. Sang lên con. Thần thái cốt cách của một nữ hoàng tiếng Anh chuyên nghiệp đâu. Toát lên thần thái, vuốt tóc lên nè. Vén tóc lên, sang lên nè. Đó. Rồi, đúng rồi, như lúc mà mình đi Singapore vậy ha. Bây giờ mua vé thẳng, bay thẳng qua Mỹ. Đừng bay thẳng qua Mỹ, đọc cái giọng Mỹ nha. Đừng có ghé, đừng có quá cảnh ở Campuchia. Đọc cái giọng Campuchia giống như Bảo nha con. Rồi, good luck con. Với anh mà đọc được cái gì, đọc chậm với mồ. Đọc. Ây dồi quá, anh không đâu mà làm. Đây là thời gian ngô mang một quá. Anh chưa để ở đâu, anh chỉ đang vô vô tu. Rồi, xin mời tôi đi. Quiet. Mới ra ngoài chú Giỡn đi ngang cái bếp. Bữa má chú Giỡn đang làm đồ ăn. Chú Giỡn bị đói bụng. Ăn dụng miếng đồ ăn vô dài đi con tiếp. Để đánh chú Giỡn. Hả? Ăn gì con? Không, giờ mình phát lại dừng đi. Giờ mình ngồi tâm sự nha, như những người bạn nè. Sao? Nói em. Ăn gì? Đâu? Đã tới đoạn nào rồi? Tới đoạn nào?
1800 chữ ai trong bài này con? 1800 chữ ai trong bài này đoạn nào? Đọc cái câu đó lên. Đọc cái câu lên coi. Cái gì đọc lại coi. Đoạn nào không biết thì đọc cái đoạn trên. Đoạn nào ở trên phía trên không biết đó con đọc lại. Sitting around the race. Sitting around the race. Đâu rồi sitting around the race. At back flower. Sitting around the race đâu rồi trời. Sitting around the race of their dead ancestors. Rồi tiếp. Tiếp đây con. They clean the race. The race. Fresh flowers. Đúng rồi. Yes. Đúng rồi. Tiếp tục. For you, yes. What? Con đọc cái gì vậy? Con đọc cái gì vậy? Mình đọc tiếp xin chào. Đọc đi bạn. Đọc tiếp đi quý anh.